Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì còn rốt ráo vô sở hữu. Huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy không động làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì tánh không động còn rốt ráo vô sở hữu. Huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy năm uẩn làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì sắp cho đến thức còn rốt ráo vô sở hữu. Huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sáu nội xứ làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ còn rốt ráo vô sở hữu. Huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sáu ngoại xứ làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ còn rốt ráo vô sở hữu. Huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sáu nội giới làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì nhãn giới cho đến ý giới còn rốt ráo vô sở hữu. Huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sáu ngoại giới làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì sắc giới cho đến pháp giới còn rốt ráo vô sở hữu. Huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sáu thức giới làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì nhãn thức giới cho đến ý thức giới còn rốt ráo vô sở hữu. Huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sáu xúc làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì nhãn xúc cho đến ý xúc còn rốt ráo vô sở hữu. Huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sáu thọ làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra, còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sáu giới làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì địa giới cho đến thức giới còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bốn duyên làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì nhân duyên cho đến tăng thượng duyên còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 12 phần duyên khởi làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy sáu pháp ba la mật đa làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 16 không làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 4 thánh đế làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì thánh đế khổ tập diệt đạo còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 37 pháp phần bồ đề làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này.
Vì sao? Vì tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy ba môn giải thoát làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, còn rốt ráo vô sở hữu. Huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tam thừa thập địa làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì tỉnh quán địa cho đến Như Lai địa còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 10 địa Bồ Tát làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì cực hỷ địa cho đến pháp vân địa còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy năm loại mắt, sáu phép thần thông làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 32 tướng, 80 vẻ đẹp làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì 32 tướng, 80 vẻ đẹp còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoàn toàn vô sở hữu, huống gì trong ấy có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy dự lưu cho đến Như Lai làm đích. Các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì dự lưu cho đến Như Lai còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, như vậy các đại Bồ Tát vì muốn làm chỗ tới cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu này ai có thể tin hiểu sâu sắc? Phật dạy, thiện hiện, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đại Bồ Tát nào phát ý mong cầu lâu dài tinh tấn tu hành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, ở chỗ chư Phật đã phát thệ nguyện rộng lớn, gieo trồng nhiều căn lành, đều đã thành thục, được vô lượng bạn lành hộ trì, hộ niệm, thì mới có thể tin hiểu sâu xa đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, đại Bồ Tát này dùng tánh nào, tướng nào, trạng nào, mạo nào để tin hiểu sâu xa bát nhã ba la mật đa này? Phật dạy,
Thiện hiện Đại Bồ Tát này dùng tánh điều phục tham sân si làm tánh, dùng tướng xa lìa tham sân si làm tướng, dùng trạng xa lìa tham sân si làm trạng, dùng mạo xa lìa tham sân si làm mạo. Lại nữa, thiện hiện Đại Bồ Tát này dùng tánh điều phục tham sân si và không tham sân si làm tánh, dùng tướng xa lìa tham sân si và không tham sân si làm tướng, dùng trạng xa lìa tham sân si và không tham sân si làm trạng, dùng mạo xa lìa tham sân si và không tham sân si làm mạo. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát nào thành tựu tánh tướng trạng mạo như thế mới có thể tin hiểu sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: nếu tin hiểu sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này thì Đại Bồ Tát này sẽ đạt tới đích nào? Phật dạy: thiện hiện Đại Bồ Tát ấy sẽ đạt tới trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: nếu Đại Bồ Tát đạt tới trí nhất thiết trí thì vị ấy thường làm cho các hữu tình quay về ư? Phật dạy: thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, nếu Đại Bồ Tát tin hiểu sâu xa thì đạt tới trí nhất thiết trí, nếu đạt tới trí nhất thiết trí thì làm chỗ quay về cho các hữu tình. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Đại Bồ Tát này thường làm việc khó, gọi là mặc áo giáp, đội mũ kiên cố như vậy và nói rằng: ta sẽ độ thoát tất cả hữu tình, khiến họ chứng đắc niết bàn cứu cánh. Mặc dù làm việc như vậy đối với hữu tình nhưng hoàn toàn không thấy có hữu tình để kiến lập. Phật dạy: thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát này đã mặc áo đội mũ không thuộc sắc cho đến thức. Vì sao? Vì sắc cho đến thức đều rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải áo mũ, nên nói áo mũ kia không thuộc sắc cho đến thức. Như vậy, cho đến Đại Bồ Tát này đã mặc áo đội mũ không thuộc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải áo mũ, nên nói áo mũ kia không thuộc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát này đã mặc áo đội mũ không thuộc ngã cho đến người thấy. Vì sao? Vì ngã cho đến người thấy đều rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải áo mũ, nên nói áo mũ kia không thuộc ngã cho đến người thấy. Đại Bồ Tát này đã mặc áo đội mũ không thuộc tất cả pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp đều rốt ráo vô sở hữu, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải áo mũ, nên nói áo mũ kia không thuộc tất cả pháp. Thiện hiện Đại Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế, nên thường mặc áo đội mũ bền chắc này và nói: ta sẽ độ tất cả hữu tình, khiến họ đều chứng đắc niết bàn cứu cánh. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: nếu Đại Bồ Tát có thể mặc áo đội mũ bền chắc như thế và nói rằng ta sẽ độ tất cả hữu tình, khiến họ đều chứng đắc niết bàn, chẳng rơi vào hàng thanh văn và bậc độc giác, Đại Bồ Tát này không xứ sở, không thể rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác, vân vân. Vì sao? Vì đối với hữu tình, Đại Bồ Tát này chẳng phân chia giới hạn mà mặc áo đội mũ bền chắc như thế. Phật dạy: thiện hiện, ông dựa vào đâu mà nói nếu Đại Bồ Tát mặc áo đội mũ bền chắc như thế chẳng rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác? Khi ấy, thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này chẳng phải vì độ thoát một số hữu tình mà mặc áo đội mũ bền chắc như thế, cũng chẳng phải vì mong cầu một ít trí mà mặc áo đội mũ bền chắc như thế. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này cứu độ khắp tất cả hữu tình, khiến họ vào niết bàn, mà mặc áo đội mũ bền chắc như thế. Chỉ vì cầu được trí nhất thiết trí mà mặc áo đội mũ bền chắc như thế, do nhân duyên này nên chẳng rơi vào hàng thanh văn và bậc độc giác. Phật dạy: thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Đại Bồ Tát này vì cứu vớt khắp tất cả hữu tình, khiến họ vào niết bàn, và chỉ vì cầu được trí nhất thiết trí mà mặc áo đội mũ bền chắc như thế, do nhân duyên này nên chẳng rơi vào hàng thanh văn và bậc độc giác. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa rất là sâu xa, không người tu, không pháp để tu, cũng không chỗ để tu, cũng không phải do đây mà được tu tập. Vì sao? Vì chẳng phải trong ý nghĩa sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà có một chút pháp thật nào để gọi là người tu và pháp để tu hành, hoặc chỗ tu tập, hoặc do đây mới tu. Bạch Thế Tôn, như tu hư không là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu tất cả pháp là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa,
hoặc tu pháp không thật là tu bát nhã ba la mật đa, hoặc tu vô sở hữu là tu bát nhã ba la mật đa, hoặc tu không nhiếp thọ là tu bát nhã ba la mật đa, hoặc tu pháp trừ bỏ là tu bát nhã ba la mật đa. Phật hỏi: Thiện hiện tu trừ bỏ pháp nào là tu bát nhã ba la mật đa? Thiện hiện bạch Phật: Tu trừ bỏ năm uẩn là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ sáu nội xứ là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ sáu ngoại xứ là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ sáu nội giới là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ sáu ngoại giới là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ sáu thức giới là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ sáu xúc là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ sáu thọ là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ sáu giới là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ bốn duyên là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ 12 phần duyên khởi là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ ngã cho đến người thấy là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ chất như cho đến cảnh giới bất tư nghì là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ bốn thánh đế là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là tu bát nhã ba la mật đa. Tu trừ bỏ pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ tịnh quán địa cho đến như lai địa là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ cực hỷ địa cho đến pháp vân địa là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ năm loại mắt, sáu phép thần thông là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ mười lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ 32 tướng, 80 vẻ đẹp là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ tất cả hạnh đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của Phật